Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện,
vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng,
tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này khánh hỷ, nên biết lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ khánh hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Phật dạy: Khánh hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa.
Này khánh hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh. Này khánh hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với pháp không nội, cho đến pháp không, không tánh, tự tánh kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh. Này khánh hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với pháp không nội, cho đến pháp không, không tánh, tự tánh kia, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, cho đến pháp không, không tánh, tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện.
hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thành đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện,
vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Khánh Hỷ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Khánh Hỷ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Nhỉ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Nhỉ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh Nhỉ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh Nhỉ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc làm phương tiện, vô sanh của sắc làm phương tiện, vô sở đắc của sắc làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Nhỉ, sắc và tánh của sắc là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sanh của thọ tưởng hành thức làm phương tiện, vô sở đắc của thọ tưởng hành thức làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Nhỉ, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Vì sao? Vì tánh không của thọ tưởng hành thức cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.
Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhãn xứ làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn xứ cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của nhãn xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn xứ vân vân làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của sắc xứ làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc xứ cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện, vô sở đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo.
Này Khánh Hỷ, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với thánh đế cổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sanh của sắc xứ vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của sắc xứ vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Hết quyển thứ 112.